Vòng chơi của đám Yamato Rider kẹt trong tòa lâu đài với đám quái vật hung hãn này, Buffa cũng như những rider khác đã được Game Master Zirori cung cấp cho một vật phẩm nâng cấp cực kỳ quý giá, đó là Fever Buckle. Chiếc buckle vàng kim giúp họ roll ra sức mạnh ngẫu nhiên khi chiếc buckle tương thích với zombie, cũng chính là bản thân nó, được kích hoạt bên phần Fever. Anh sẽ tạo nên hình dạng Kamen Rider Buffa Zombie Fever. Tạo hình của anh không có quá nhiều thay đổi so với hình dạng zombie cơ bản. Nó là nửa zombie ở phần trên và nửa zombie ở phần dưới. Một điểm khác biệt duy nhất đó là phần khăn tròn của anh đã được điểm tô thêm một khăn tròn khác màu vàng với ánh kim lấp lánh của Fever Buckle ở phần bên trên, tạo chúng ta cảm giác như anh có phần ở đó hào nhoáng và quý tộc hơn. Không có quá nhiều phân cảnh chiến đấu, chỉ có màn kết hợp cùng với Nago và Tycoon trong hình dạng Fever tương tự. Sức mạnh của Fever Buffa tất nhiên được nâng cao đáng kể, nhưng điểm duy nhất để là ấn tượng có lẽ là phần Zombie Breaker khi anh sử dụng hai chiếc lưỡi cưa dễ dàng nghiền nát tên Yamato Rider mà chẳng tốn bất kỳ sức lực nào. Đòn tất sát, anh sử dụng hai chiếc Zombie Breaker gọi tên Golden Fever Victory. Cả hai chiếc lưỡi cưa sẽ được sạc đầy bởi năng lượng. Anh triệu hồi chiếc Zombie Breaker thứ hai, sau đó thực hiện nhát chém kế tiếp đè lên nhát chém đầu tiên để kết liễu kẻ thù.